Tôi cố gắng thấu hiểu, nhưng bộ trưởng có nghe mà không hiểu tôi hỏi gì. Một trong những điểm nổi bật của buổi chất vấn chiều ngày 6 tháng 11 trên diễn đàn Quốc hội là tranh luận giữa đại biểu Gia Lai Khờ So Hờ Bờ Khắp và Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà về việc bảo vệ rừng. Sau khi Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời chất vấn vào chiều ngày 6 tháng 11 và đề nghị đại biểu nghe lại phát biểu của mình hôm qua để thấu hiểu nhau hơn, đại biểu Khờ So Hờ Bờ Khắp đã nhấn nút tranh luận. Tôi rất chăm chú lắng nghe và cố gắng thấu hiểu, nhưng bộ trưởng có nghe mà không hiểu tôi hỏi gì, đại biểu Hờ Bờ Khắp nói. Theo đại biểu Hờ Bờ Khắp, câu hỏi của đại biểu chưa được bộ trưởng trả lời. Thứ nhất, đại biểu Hờ Bờ Khắp hỏi bộ trưởng có ủng hộ việc tiếp tục phát triển thủy điện nhỏ hay không. Câu hỏi có hoặc không, không có nhưng, đại biểu Hờ Bờ Khắp nhấn mạnh. Thứ hai, đại biểu Hờ Bờ Khắp hỏi bộ trưởng là ông trời, mẹ thiên nhiên và rừng có mối quan hệ gì đối với việc bảo vệ môi trường hiện nay? Vì không tự nhiên mà trời mưa và không tự nhiên mà địa chất đất gãy gây ra lũ lụt ở miền Trung. Nhưng bộ trưởng chưa trả lời. Bộ trưởng có nói trong nghị trường này là dân số ở đó sống cả trăm năm nay và họ có trồng rừng cây sản xuất. Thì đấy chính là lý do của vụ sạt lở, tức là cây rừng tự nhiên đã mất đi rất lâu rồi, gây ra địa chấn về môi trường. Trách nhiệm của bộ trưởng, trách nhiệm của bộ trong việc đánh giá tác động môi trường đối với các công trình này rõ ràng có sự sai sót nên mới gây ra hậu quả của ngày hôm nay. Đại biểu Hờ Bờ Khắp nêu quan điểm. Một vế khác trong câu hỏi của đại biểu Hờ Bờ Khắp là với tư cách chuyên gia, đơn vị tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng thấy trách nhiệm như thế nào về thực trạng môi trường hiện nay của Việt Nam? Bộ trưởng cũng chưa trả lời rõ ràng. Theo đại biểu, mà bộ trưởng chỉ tập trung vào rừng, có lẽ bởi mọi người ở đây nhìn thấy tên tôi thì nghĩ tới rừng rồi. Nhưng thực ra thì không phải như thế, dù rằng là có như thế. Câu hỏi cuối cùng đại biểu Hờ Bờ Khắp chưa diễn đạt hết ý thì hết thời gian tranh luận. Trong buổi chiều, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chưa có cơ hội phản hồi ý kiến này của bà Hờ Bờ Khắp. Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, sáng cùng ngày đại biểu Hờ Bờ Khắp đã đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà như sau. Bộ trưởng nói thủy điện nhỏ không có lỗi trong bão lũ sạt lở ở miền Trung, mà do trời mưa, địa chấn bị đứt gãy. Vậy, Bộ trưởng cho biết thời gian tới Bộ trưởng vẫn tiếp tục ủng hộ phát triển thủy điện nhỏ đúng không? Theo Bộ trưởng, ông trời, mẹ thiên nhiên và rừng có quan hệ gì với thực trạng bảo vệ môi trường ở Việt Nam? Với tư cách chuyên gia, đơn vị tham mưu cho Thủ tướng, Bộ trưởng thấy mình có trách nhiệm như thế nào với thực trạng đó? Trả lời chất vấn của đại biểu Hờ Bờ Khắp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, ông không nói thủy điện là nguyên nhân hay thủy điện không phải nguyên nhân gây ra lũ lụt ở miền Trung, mà ông nói con người chính là nguyên nhân quyết định. Đại biểu nói với tôi rừng quan trọng như thế nào? Rừng là trời, tôi nghĩ rừng còn quan trọng hơn cả trời, bởi vì tôi thở không khí từ việc lọc CO2 của rừng, Bộ trưởng nhấn mạnh. Ông nhắc lại câu nói của mình tại phiên làm việc ngày 5 tháng 11. Thủy điện không phải nguyên nhân mà hậu quả là do con người khai thác các tài nguyên môi trường mà không dựa vào các quy luật tự nhiên. Bộ trưởng mong đại biểu nghe lại phát biểu của mình để thấu hiểu nhau hơn. Trên đây là phần thông tin về phần tranh luận của nữ đại biểu Gia Lai Khờ So Hờ Bờ Khắp và Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà về việc bảo vệ rừng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn vui vẻ.